đoạt huy chương vàng Dan Sport lần 2, quý tử nhà Khánh Thi xin duy nhất món đồ này. Khánh Thi, Phan Hiển hạnh phúc, tự hào về thành tích của quý tử. Còn nhỏ tuổi nhưng quý tử nhà Khánh Thi, Phan Hiển rinh về nhiều giải thưởng lớn trong nước và quốc tế. Mới đây, cậu bé đã đoạt huy chương vàng hạng thiếu nhi 1 ở Syllabus World Championship 2024. Khánh Thi, Phan Hiển dạy con cách khiêm tốn, không ngủ quên trên chiến thắng. Hạnh phúc khi con có thành tích cao nhưng vợ chồng Khánh Thi, Phan Hiển cực khiêm tốn, không khoe con. Khánh Thi tiết lộ, khi được bố mẹ hỏi muốn thưởng quà gì, cậu bé chỉ xin được mua một bộ Lego hay một bộ tô màu. Khánh Thi chia sẻ, Kubi May, mẹ Thi ba Hiển đều là những người chắc chắn có hạnh phúc nhất khi các con mình dù thi đấu có giải lớn nhỏ gì cũng được. Là mẹ của cậu ấm cô chiêu được giải, nhưng bản thân mình là cô giáo, huấn luyện viên của bao nhiêu cặp nhảy, vận động viên hay giáo viên khắp cả nước. Mẹ Thi, ba Hiển hay cả mẹ Mai đều dặn lòng không khoe con và luôn tâm niệm con mình may mắn mà thôi. Dù chiến thắng của chính mình thì Kubi và May cũng chỉ xin được mua một bộ Lego hay một bộ tô màu mà nói thật còn chưa được mua vì ba mẹ quên. Thay mặt các con xin được cảm ơn các cô chú phóng viên báo đài, thầy cô, bạn bè khắp cả nước gửi tin và hoa chúc mừng hai bạn nhỏ. Kubi, truyền nhân của bố mẹ trong bộ môn Dance Sport. Cách dạy con cực khéo của vợ chồng Khánh Thi khiến nhiều người ngưỡng mộ. Phan Hiển đồng hành con trong vai trò huấn luyện viên. Để chuẩn bị cho giải đấu, anh và vợ dành 3 tháng theo sát lịch luyện tập của Kubi và bạn nhảy. Theo Phan Hiển, điều anh hãnh diện không phải là giải thưởng mà chính là sự nỗ lực giữ vững thành tích của con trai. Theo tiết lộ của vợ chồng Khánh Thi, Phan Hiển, Minh Cường, Kubi bộc lộ tài năng dance sport từ khi bé 2-3 tuổi. Cặp đôi không ép buộc con phải theo đuổi sự nghiệp của bố mẹ nhưng Minh Cường tỏ ra rất yêu thích bộ môn dance sport này. Còn nhỏ tuổi, Kubi đã ẵm trong tay nhiều giải thưởng danh giá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.